chuyên nghiệp. Bà nuôi được hai con ngan nó rất là lâu rồi mà. Vô to nhất đúng không? Đấy, con đấy to chưa? Ừ được rồi, con đấy là to đấy. Đây còn một con này để lại một con thôi. Con này to, tôi con này to đấy, con này đủ đúng không? Con này hơn 4 cân đúng không? Dũng Dũng bắt được chuyên nghiệp phết. Rồi bây giờ đi anh em mình vào xong là hay là trói vào cái chân đó mà. Đấy cái dây ở dưới chân chú. Cầm luôn, ở thêm được. Thế vài để vào lấy cái nước hãm nhá. Vào thôi. Giờ mình sẽ đi mình pha nước hãm thôi mọi người. Đây, mình dùng cái loại cắt hải nhá. Cho cái bát này. Nước sôi mình đã chuẩn bị rồi. Cứ theo như tỷ lệ con này 4 cân, mình cứ chơi tầm 8 cái thìa này. 1 2 3 4 5 8 rồi. Và gấp đôi nước lên cho mọi người nhé. Thì nước thì mình cũng lấy 16 nước. 1 2 3 4 5 đây mọi người, như thế này là ok rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi mình cắt tiết nhá. Qua đây. Đấy mọi người, đây theo cái lúc vừa mình đã đong đủ, bây giờ mình sẽ đi cắt tiết vào cái bát này nhá. Cái này nó hơn 4 cân to đấy. Cắt lên tay phải nhá. Bộ người nó kìa. Em cầm một cái cánh. Đấy, ép cái đầu nó vào. Chơi làm sao vậy? Đứng cái này kìa. Thật, từ 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 từ. Thấy chưa? Không quẻ. Đây, mọi người nhìn này. Ấy đập lưng một bát tiết này, mọi người nhìn quay dùng đua bạn chú cắt tiết cái mà tiết bắn xa 8 mét. Rồi ok, bây giờ mình đi mình nhổ lông thôi. Thế thôi, cứ đảo cho khí về cái nước sôi đấy là nó không được gọi là 100 độ đâu, mình để một lúc vào đấy thì mình cứ nhúng cái kỹ vào này rồi béo. Nhúng kỹ không là thử xem là nếu mà nông nó ok rồi nó ngấm rồi thì mình gì thôi, mình nhổ nhổ thôi. Nhúng xong rồi anh em mình sẽ nhổ cho nó nhanh luôn. Cuối rồi.
sau khi mình với chú Dũng hoàn thành xong cái bộ lông của nó rồi, nhổ xong đấy, giờ đi lấy cái phần nội tạng với lại ít thịt của nó thì mình chế biến cái món tiết canh mọi nhá. Để anh mổ nhá, bỏ muối xào muối qua cho nó ổ re đi. To quá nhỉ, chú Dũng mổ xong rồi giờ làm cái lòng này nhân lên tiết canh. Quá ok đi, lấy một ít da cổ. Lấy một ít thịt thôi, với lại bộ lòng này như thế này ăn mệt, làm mấy đĩa đấy, làm xanh đập tí gừng với lại cho tí xả vào là được nhé, đúng không? Cho lên bếp xong. Đấy, bây giờ làm xong cái lòng rồi bơm muối các kiểu xong rồi mình cho vào cái nồi mình chế biến thôi. Đấy, bây giờ mình cho lên bếp mình ngồi coi, mình để một thời gian nó rơi khoảng tầm 15 phút mình bắt đầu mình bắt xuống là vừa. Đấy thôi. Đấy. Đấy bây giờ mình cứ để nó sôi cho mọi người, nó sôi trong vòng 15 phút mình bắt đầu mình bắt xuống là mình chế biến cái món đó. Còn tiết canh. Nồi. Đây mọi người này, bây giờ mình sẽ đi đánh cái tiết canh ngan mọi người nhá. Đấy con ngan thì mình đã hãm xong tiết rồi, bây giờ để chú Dũng chú đang thái cái tiết canh ngan này. Đấy, mọi người thấy chưa? Nhà cứ thái nhân con ngan này nó cũng được nhiều nhân, cứ thái nhân cho ở đây con đắt nữa mình sẽ đánh thôi, đơn giản sống mà. Mọi người trông nhìn nó đẹp mắt quá đẹp mà đám đông đẹp luôn. Tí nữa đi cho đắt cho mọi người xem cái là bàn nó có ổ nắp đi qua. Của anh bắt cho nó nổ nát, anh nhìn thấy hô ok đấy. Tôi thử bắt cho nó nổ nát, quánh nó mảy mây đấy cho anh xem nào. Đúng rồi, phải từ từ, chưa đảo hết nước rồi thôi mà. Các bạn, quánh này chỉ 10 phút sau, không cần nói nhiều. 10 phút sau cái là tắt bếp luôn đúng. Chỗ này thừa tiết luôn. Em cứ đánh hết cái chỗ cái nước kia là ổ nát. Nghe rón rén như kiểu mới cầm tay người yêu ấy nhỉ. Vừa được luôn. Đánh mày anh yên tâm. Vừa bắn thì không? Nghĩ giải về anh thì loại B cộng thôi. Đang cố sắp tới đây là A, đang làm B cộng. Lấy cái nước từ từ cho bé rửa để cho. Thêm ít nước này. Nó tươi luôn. Cái đặc biệt gì vậy? Nhắm mắt. Cổ cái quánh nhiều quá, làm lắm quá rồi thì nó lại quen chứ có gì đâu. Cái này mình đuổi. Đuổi đi á. Ê không được, em cứ cho mẩy hẳn lên cho anh. Đừng để phí tiết. Ngan này. Ngan này mà toàn nhà lui cả. Toàn thóc bao nhiêu ăn bao nhiêu phí thóc rồi. Có một tài khoản phải được ăn bao nhiêu phí thóc rồi. Chuyển ra mắt con. Hôm nay đọc ra những cái là phải tiền luôn. Ủa em luôn. Tuyệt vời đấy nhỉ. Quánh hẳn ra ừ thôi. Chứ còn là bắt con nó dễ mà. Nhanh lên nó đông mất rồi. Cặp chiêu nên cũng đông mất cái bát này, cái lại cứ nhìn nhau cười đấy. Sàn thì sàn nó mua cái tay lên. Coi như là nó bật thôi. Không. Đâu rồi, để chốt thôi. Chốt thôi. Không, tí nữa mới thái. Tí nữa bây giờ mày đau không bùa. Thái được cái hàng nóng. Pháo Nga.
sợ. Quá đáng mệt. Em ơi, hắn còn thừa tiết ấy, em cứ cho nó mẩy mẩy tiết đi. Mẩy luôn. Quánh cho nó mẩy ra mẩy mẩy đấy. Luôn. Còn nó cái bát này chỗ này thì thừa tiết luôn gì nữa. Xem thử cái nào. Rồi quánh vào đây. Ui ôi mọi người, chuẩn bị rồi. Ore đấy. Tuyệt vời đấy. Ok nhỉ. Ngọt thế nhìn. Cho cả cái chỗ tiết cái báo. Cái đấy rồi. Đấy. Đấy đánh mày mày thắng đấy. Ôi giời. Có nghe thấy đi. Ok chưa? Kiki luôn này. Kiki luôn. Kiki luôn. Đây. Đây là đây là chút 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 đâu thôi. Có bao giờ cũng chạy ra rồi chút đấy. Bây giờ tí nữa bóc lạc những cái thứ ra. Sau này trả anh cái... Trả luôn. Đây là chút. Nhận chút cho nhận được nhìn tiếp lắm đi mà không có sao được. Mười tháng còn phải công thở đây. Mười tháng không phải công thở đâu. 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 Mười tháng không phải công thở tuyệt vời thế này cơ mà. Nói về tiết canh thì mình đánh 10 lần như một. Tiết canh thì đánh 10 lần như một luôn. Đấy cứ để thế là nó tí là nó đông cái là mình cho thêm tí gan cái này mặt kia là nó rắc nạc lên là đẹp mắt chứ còn gì nữa. Ừ. Rồi. Chanh vẽ luôn nhỉ. Ui dồi. Tuyệt vời nhỉ. Đấy, là tí nữa là cho thêm lạc với lại gì nữa là xong. Đấy, vừa rồi là anh em mình đã hoàn thành xong cái món tiết canh ngan huyền thoại mọi người. Mọi người xem video vui vẻ và cho anh em mình xin một đút like mọi người nhé. Quá tuyệt vời luôn. Và tiết canh thì xứng đời nhỉ. Này tí nữa đông lên rồi. Ok rồi. Rồi. Mọi người cho mình xin một nút like nhé. Mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Và lát nữa bây giờ phải cũng đói đói rồi. Nên mâm thôi mà uống rượu thôi. Các bạn ơi, chú ý xuống. Rồi luôn. Rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi video nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Đấy. Cho nó vào. Cho lạc vào cái là lên mâm rồi. Đói lắm rồi. Nhanh nhanh nhanh. Thật cấp rồi.